Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà cùng tất cả anh chị em, cùng với giáo hội chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 12 mùa thường niên. Nếu như Chủ nhật tuần trước Đức Giêsu đến nhà ông Pha-ri-siêu và lại được một người đàn bà tội lỗi nhận ra Ngài khi khóc dưới chân Đức Giêsu, và trong Chủ nhật này chúng ta thấy Đức Giêsu hỏi một câu hỏi rất gần gũi và tình cảm với các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Có lẽ Chúa cũng muốn hỏi mỗi người chúng ta như thế, cách riêng mỗi khi chúng ta đến nhà thờ: còn anh em bảo thầy là ai? Xin cho mỗi người chúng ta biết tuyên xưng như Simon Phêrô ngày hôm nay: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian. Thánh lễ chiều nay chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ người xin. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh. Vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Đức Chúa phán thế này: Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà David và dân cư Jerusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên ta, chúng sẽ khóc than đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng. Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Jerusalem, như người ta than khóc thần Hadad-Rimmon ở cánh đồng Megiddo. Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra khỏi nhà David và dân cư Jerusalem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. Đó là lời Chúa. Tâm thân này mòn mỏi đợi trông, bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống. Miệng lưỡi con xin ca ngợi tán dương. Suốt đời con luôn luôn khấn nguyện, tán dương Ngài là đấng chở che. Khúc ca tình Ngài hát lên rộn rã, miệng lưỡi con xin ca ngợi tán dương. Đây đời con xin nương bóng Ngài, suốt đêm trường tình thức chờ mong. Chót tâm tình này thiên dâng về Chúa, miệng lưỡi con xin ca ngợi tán dương. Từ đàn đông con tìm kiếm Chúa, con tìm kiếm Chúa. Như đất hoang khô cằn, như đất hoang khô cằn, không có nước, con mong chờ. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều được mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa.
Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền: các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, có lẽ trong một bầu khí rất là thân thương và tình cảm, Đức Giêsu hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Thế nhưng trước khi đi vào câu hỏi tình cảm này, Chúa Giêsu cũng nói bóng nói gió: anh em đi chỗ này chỗ khác, anh em nghe người ta nói thầy là ai. Các môn đệ nói cho Chúa Giêsu biết, người ta bảo thầy là Gioan Tẩy Giả, thầy là Elia, cũng là những nhân vật rất là nổi tiếng. Thế nhưng trở lại vấn đề, Chúa Giêsu muốn hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Trong bầu khí thánh lễ chiều hôm nay cũng rất thân thương và tình cảm, Chúa Giêsu cũng muốn hỏi mỗi người chúng ta: còn anh em đến nhà thờ, anh em ca tụng Chúa, ca tụng Giêsu Nazareth, anh em có biết thầy là ai không? Kính thưa cộng đoàn, có lẽ mỗi người chúng ta ở đây đều có thể trả lời được câu trả lời mà Simon Phêrô đã nói: thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa. Chúng ta đã biết trả lời câu hỏi này ngay từ thuở nhỏ. Có lẽ cũng cần phải biết thế này, nếu như thế giới của chúng ta hơn 6 tỷ người, thì chỉ có khoảng trên dưới 1 tỷ người là biết danh Giêsu thành Nazareth. Với khoảng trên dưới 1 tỷ người biết danh Giêsu thành Nazareth, không biết có bao nhiêu người biết rõ đấng ấy, biết đến cái độ mà tôi sẵn sàng sống và chết, tôi liều mất mạng sống vì danh ấy. Chúng ta, tất cả chúng ta đều là những người biết danh Giêsu. Thế nhưng biết đến cái độ, yêu đến cái độ mà liều mất cả mạng sống mình, thì con số ấy chưa thống kê được. Nhắc lại lời Chúa trong Chúa Nhật tuần trước, chúng ta thấy Đức Giêsu được ông Pha-ri-siêu, một người đạo đức trong dân, mời Đức Giêsu đến để dùng bữa. Và khi Đức Giêsu chuẩn bị dùng bữa thì có một người đàn bà xếp vào hàng tội lỗi trong thành.
đến khóc dưới chân Đức Giêsu, lấy nước mắt rửa chân Chúa, lấy tóc mà lau, rồi lấy dầu thơm hảo hạng sức lên chân Chúa, làm cả căn phòng thơm phức như vậy. Cái người Pha-ri-siêu ấy nói rằng là nếu ông là một vị ngôn sứ, người Pha-ri-siêu, những người đạo đức đấy, nói Chúa Giêsu mà chỉ ở mức ngôn sứ thôi, nếu ông quả thật là một ngôn sứ thì ông phải hiểu, phải biết cái hạng đàn bà này. Thế thì ông để cho người tội lỗi chạm vào ông như thế thì ông cũng chẳng ra gì cả. Thế thì đấy là lời Chúa trong Chúa Nhật vừa rồi, để rồi cho chúng ta thấy một cái gì đó buồn và mỉa mai, trong khi người tội lỗi lại nhận biết Chúa Giêsu bằng cớ là bà ấy đã khóc, đã lấy nước mắt rửa chân Chúa, đã lấy tóc mà lau. Nếu như người đàn bà tội lỗi không nhận ra Giêsu thành Nazareth là một đấng cao cả, một Thiên Chúa, đời nào bà ấy làm điều đó. Và ngược lại, người đạo đức thánh thiện thì không nhận ra. Đây là một điều rất đáng buồn, không? Cái người đạo đức thánh thiện lại không nhận ra Giêsu thành Nazareth là Thiên Chúa của mình, còn kẻ tội lỗi lại biết. Vì thế đã có lần Chúa Giêsu nói: tôi nói cho các ông biết, quân thu thuế và gái điếm vào nước trời trước các ông. Đây là câu nói chính môi miệng Đức Giêsu đã nói, để cho chúng ta suy nghĩ. Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá giữa hai tên gian phi, một tên nói với Chúa Giêsu rằng: nếu ông quả thật là con Thiên Chúa thì ông hãy cứu ông và cứu chúng tôi đi, chúng tôi sẽ theo ông. Và có một đứa khác, nó bảo rằng: chúng tôi chịu thế này là đích đáng. Này ông Giêsu, khi nào vào nước của ông xin nhớ đến tôi. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn nhắc đi nhắc lại câu đó. Thế thì chúng ta thấy cũng là một kẻ trộm cướp lại nhận ra Chúa Giêsu. Rồi, trở lại câu hỏi Chúa Giêsu hỏi mỗi người chúng ta: còn anh em bảo thầy là ai? Tất cả chúng ta đều có thể trả lời được câu nói: thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa. Đấy là câu trả lời bằng môi miệng, còn trên thực tế chúng ta biết Ngài như thế nào. Thế thì để chúng ta biết Chúa, điều đương nhiên phải có. Cả đoàn ca thánh thiên đàng Việt Nam hát bài ca nhập lễ diễn tả một nỗi khát khao: lạy Chúa ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa ngay từ rạng đông, khi mà mặt trời chưa ló dạng, con đã khát khao tìm kiếm Ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ biết Chúa Giêsu là ai nếu thật sự trong lòng chúng ta chưa bao giờ khát khao tìm kiếm Chúa. Rabindranath Tagore, đại thi hào của thế giới, cũng đã có một lời cầu nguyện như vậy: nếu số phận không cho tôi gặp được người trên cõi đời này, xin cho tôi luôn cảm thấy thiếu vắng. Đừng để tôi quên, dù quên trong giây lát, nhưng cho buồn này hằng canh cánh lòng tôi. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được Chúa Giêsu nếu thật sự chúng ta không có muốn và khát khao tìm kiếm, hơn lính canh mong đợi hừng đông như đất khô chờ mong suối nước. Trong giáo xứ của chúng ta có một bà cụ, gọi là bà cụ nhưng mà thực sự đó là một người không có gia đình, là chị của một linh mục, năm nay cũng đã là ngoài 70 rồi. Chị bệnh lâu năm lắm rồi. Mỗi khi tôi đến, chị cứ ngồi trên cái võng mà. Và bệnh tật làm cho chị không có ngủ được, không có ngủ được, người mệt mỏi và ốm lắm. Thế nhưng lúc nào chị cũng cầm trên tay cái chàng chuỗi mân côi ấy. Khi tôi đến, chị nói: cha ơi, cha khấn cho con để con sớm gặp được Chúa. Cha khấn cho con để con sớm gặp được Chúa. Tôi nhìn chị ấy giống hình ảnh một trinh nữ khôn ngoan cầm đèn giữa đêm khuya, chờ đợi, chờ đợi. Thế thì với một con người khát khao chờ đợi ấy, không bao giờ Chúa để họ phải thất vọng đâu. Họ sẽ biết Chúa của họ. Họ sẽ biết Chúa của họ là Đấng Thủy Chung, Đấng Quyền Năng. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy hình ảnh ấy. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy hình ảnh ngôn sứ Zacharia nói cho dân, một đám dân là ô hợp và tội lỗi. Thế nhưng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của lòng xót thương. Sẽ đến lúc Ngài đổ tràn ân huệ xuống để cho con người nhận ra đấng mà họ đâm thâu. Đây là câu nói rất đáng buồn. Chính bởi loài người không nhận ra Giêsu thành Nazareth là Thiên Chúa nên họ mới đóng đinh Ngài vào thập giá.
Chứ còn nếu biết thì làm gì mà dám. Thế nhưng Thiên Chúa của chúng ta cũng mãi mãi là Thiên Chúa của lòng thương xót, sẽ đến lúc Ngài ban ơn. Khi chúng ta khát khao tìm kiếm Ngài, sẽ đến lúc đất khô sẽ được nước như mưa nguồn, như lính canh mong đợi, như đất khô cằn sẽ đến ngày có mưa. Chúa sẽ đổ mưa ân huệ để chúng ta nhận ra đấng mà chúng ta đâm thâu lại chính là Chúa của mình. Chúng ta nhận ra phiến đá mà con người loại bỏ là Chúa của chúng ta. Trong bài đọc thứ hai cũng gợi ý cho chúng ta thấy, thì Thánh Phaolô nói với cộng đoàn Kitô hữu người gốc Do Thái rằng là nếu anh em tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa, nếu anh em đi theo Đức Giêsu là Thiên Chúa, thì tại sao anh em lại kỳ thị những người dân ngoài? Tất cả chúng ta đi theo Đức Kitô thì trở thành một thân thể, không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do. Thế thì chỉ những ai sẵn sàng đón nhận người khác, người ấy mới có thể hiểu Chúa của chúng ta là thế nào. Cái người anh cả đấy, khi đứa con hoang đàng trở về đấy, khi người em trở về ấy, người anh cả không chịu. Nó là một cái thằng đã phá hủy gia tài của bố, tại sao bố lại làm như thế? Thế thì bao lâu người anh cả không chấp nhận đứa em, bấy lâu người anh cả không biết lòng cha như thế nào. Chỉ khi nào người anh cả đón nhận đứa em hoang đàng về, anh ấy mới hiểu bố mình còn hơn thế. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cũng gợi ý cho chúng ta, khi Simon Phêrô tuyên xưng thầy là đấng Kitô, Đức Giêsu nói cấm các môn đệ không được tiết lộ ra điều này, bởi vì Chúa Giêsu cũng quá biết các môn đệ nói thế thôi. Bằng chứng là sau này Simon Phêrô khi gặp gian nan thử thách là chối quá thể, Đức Giêsu đóng đinh mà thập giá câu cũng chạy tan loạn. Tuyên xưng vậy thôi, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng thế này. Khi vui thì thế, khi gặp gian nan thử thách chúng ta cũng đâu có biết Chúa như thế nào. Chúa Giêsu cấm các môn đệ không, và sau đó thì Chúa Giêsu giải thích con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị bắt bớ, bị loại bỏ. Đấy là gợi ý thứ nhất, nếu chúng ta đi theo Chúa Giêsu mà không chấp nhận hy sinh và đau khổ, chúng ta không có biết Chúa mình là gì cả. Đức Thánh Gioan Phaolô nói nếu trong giáo hội mà không có thập giá, không có đau khổ, không có cái chết, thì đấy chỉ là một tập thể đáng thương. Nếu chúng ta không biết đau khổ, tôi nói cái này nó hơi mạnh, nhưng mà tôi cũng sợ đau khổ, sợ bệnh tật, rất là sợ. Thế nhưng mình phải động viên mình, đi theo Đức Kitô mà không can đảm đón nhận đau khổ, mình không biết thập giá là gì, chúng ta không có biết Chúa của mình như thế nào. Trong cái cuốn sách của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đó, Ngài viết rằng là năm 1975 đó, Ngài bị bắt từ Nha Trang và trên một cái chiếc xe bít vùng đưa vào trong miền Nam. Và trên hành trình suốt đêm như vậy, Ngài biết đây là con đường của tăm tối, rất là tăm tối. Trong khi có quá nhiều những cái phải lo lắng, phải làm, thì Ngài đi trên chiếc xe với hai người canh gác là như vậy. Và cuối cùng thì đưa vào cái nơi gọi là biệt giam. Trong nơi biệt giam này, lúc đấy Ngài mới nhớ dâng lễ, nhớ lời kinh, nhớ cầu nguyện, nhớ lắm, rất là nhớ. Và thật là may mắn, sau nhiều ngày thì có người gửi vào cho Ngài một lọ thuốc đau bao tử. Thế nhưng trong lọ thuốc ấy là rượu nho. Và Ngài lấy hai cây tăm này, hai cây que đó, để hình thánh giá trên tay, với một giọt rượu nho và nước mắt. Trong tột cùng của đau khổ, Ngài hiểu đây là chén đắng, đây là thập giá Đức Kitô. Và Ngài uống. Thầy chia sẻ, ở nơi tận cùng của đau khổ, người ta chạm đến Chúa Giêsu. Con người phải chịu đau khổ nhiều. Vì thế tôi vẫn cứ động viên mình, đi theo Đức Kitô chúng ta chẳng ngại gì gian khổ, vì gian khổ là Đức Kitô chạm đến. Mình phải động viên mình, chứ còn cứ tự nhiên ai cũng sợ gian khổ, ai cũng sợ đau khổ cả. Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều. Nếu chúng ta không biết hy sinh, không biết đau khổ, Chúa của chúng ta còn xa vời, xa vời. Và câu tiếp theo Chúa Giêsu nói thế này, ai muốn đi theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Cái bước thứ hai, để biết được Đức Giêsu Nazareth là Chúa của mình, chúng ta phải bỏ mình. Và bỏ rồi không nghĩa là bỏ luôn, vạc lấy thập giá. Nói đến đây chúng ta nhớ đến hình ảnh thánh cả Giuse của chúng ta.
Thánh cả Giuse khi biết mẹ Maria mang thai và đấy không phải là con của mình, Thánh cả Giuse đã quyết định bỏ Đức Mẹ. Thế nhưng khi nghe sứ thần loan báo, Thánh cả Giuse đã bỏ mình, thay vì bỏ Đức Mẹ thì bỏ mình. Thánh cả Giuse đã bỏ đi cái ý kiến của mình, bỏ đi cái ý muốn của mình, vác lấy đưa Đức Mẹ về nhà. Điều mà Thánh cả Giuse muốn loại bỏ thì Thánh cả Giuse lại đưa về và phục vụ. Rất là tuyệt vời. Và Thánh cả Giuse đã nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của anh chị em để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu ích cho chúng ta cùng là lễ hội thánh thượng. Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa chấp nhận, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đem về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô. Vì lượng từ bi Chúa yêu thế gian đến nỗi sai Đấng cứu chuộc đến với chúng con,
người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con. Để Chúa yêu chúng con, điều Chúa quý mến con Chúa. Nhờ sự vâng phục, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội bất phục tùng. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tiến dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse giáo phận chúng con, Đức Giám Mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến linh hồn Alexandre, Giuse, Maria, Joan Bautista, Vincente. Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến ông bà tổ tiên cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người truyền dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Thiên Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, cứ Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chúng tâm thương, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa và chính Ngài đung bữa cho ăn.
Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại con chút dư âm và đôi lòng đầy hay nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hờn, lúc tôi yêu, Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn, và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời. Vào đời chết cho tôi, vì một tình không biến giới. Ngài hồng dẫn tôi đưa đường, đồng hành sánh bước ngày bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hồng chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình và máu Đức Kitô con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta hướng về Đức Mẹ. Hôm nay là ngày thứ nhất trong 9 ngày chúng ta khấn với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 27 tháng 6 tới. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ là bổn mạng của giáo xứ chúng con. Chúng con rất vui mừng nhận Mẹ là bổn mạng, và chúng con bắt đầu từ hôm nay trong 9 ngày dâng thánh lễ và cầu nguyện cùng với những việc lành phúc đức để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ của Mẹ, cũng là chuẩn bị tâm hồn đón nhận tình yêu của Mẹ với những ân huệ Mẹ thương ban. Xin Mẹ đã thương gìn giữ chúc phúc giáo xứ chúng con hơn 60 năm qua, thì xin Mẹ cũng ban thật nhiều ơn xuống trong lễ bổn mạng năm nay. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, lạy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ thân nhân, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy. Đức mẹ xin bầu chưa kêu du mà Đức mẹ từ bỏ chẳng vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sang mình. Dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên nên các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lấy Mẹ là Mẹ cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin một dù thương và nhậm lời con cùng an. Đức Mẹ hằng cứu du. Đức Mẹ hằng cứu du. Đức Mẹ hằng cứu du. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta nhớ câu nói Chúa Giêsu ngày hôm nay: còn anh em bảo thầy là ai? Xin cho chúng ta biết khao khát tìm kiếm Chúa trong cuộc sống, nhất là trong những lúc đau khổ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Và Con và Thánh Thần. Amen.